Hello, rất vui được gặp lại cả nhà tại kênh Hana Nguyễn Cuộc Sống Tại Đảo Sip. Thì ngày hôm nay Hana có nấu hai món. Một món là thịt pork chop là giống như là cái đùi của con heo á, mà người ta chặt ra từng miếng từng miếng từng miếng á, thịt đùi của heo bỏ vô trong lò nướng với lại khoai tây hả. Thì món này thì người người Nga rất là thích ăn, tại vì thầy của Hana là người Nga nên là ngày hôm nay là Hana sẽ chuẩn bị hai món cho bạn của thầy đến nhà. Thì cái món đầu là cái món thịt đùi của con heo bỏ vô lò nướng với lại khoai tây. Món thứ hai sẽ là một cái món súp truyền thống của Nga. Thì món nó như thế nào thì xin mời cả nhà cùng theo dõi hết cái video clip này để xem Hana chế biến nha. Thì cũng để mình biết thêm về cái ẩm thực của người Nga. Thì thực chất thì mình sống ở đảo Sip nhưng mà thầy là người Nga nên là hay nấu món ăn của Nga cho thầy ăn. Thì từ hôm rồi cũng lâu rồi không có làm cái clip mới, thì sẵn hôm nay nấu thì muốn giới thiệu đến mọi người về cái ẩm thực của nước Nga nha. Thì cái món ở phía sau lưng Hana nè, Hana đã chuẩn bị xong luôn rồi nè. Đây đây là thịt đùi của con heo nè mọi người, rồi xong rồi khoai tây đồ này kia, để Hana quay cận lại cho mọi người xem nha. Thì anh chị em nào mà yêu thích cái kênh của Hana thì nhấn đăng ký ủng hộ Hana nha. Đừng quên nhấn luôn cái chuông để là cái thông báo, để khi mà Hana có những cái video clip mới nhất thì mọi người sẽ là những cái người đầu tiên nhận được những cái video clip đó nha. Thì bây giờ xin mời mọi người cùng theo dõi cái quá trình nấu hai cái món của Nga này cho cùng với Hana nha. Đây là cái phần xương xương của cái giò heo á, cái khúc trên của cái đùi không biết là tả như thế nào nữa. Này đây là cái dòng thịt của nó nè, rồi nó có vừa có một ít mỡ thôi, còn đa số là thịt này. Khi mình nấu thì cái tủy ở trong này nè nó sẽ tươm ra rất là ngon luôn á. Thì Hana nêm với lại me, Hana nêm với lại cái sốt me này nè, sốt me của Thái nè, để cho cái miếng thịt nó chua chua, bởi vì người bên này hay rất là thích ăn thịt với lại chanh đồ này kia, nên là Hana biến tấu ra là sẽ nêm chung với lại sốt me. Thì đây mọi người nhìn thấy cái này là sốt me nè, với dầu liu, tiêu với lại một ít hạt nêm, và cái nữa là cái này là giống như là mấy cái lá thơm thơm đồ, với lại lá nguyệt quế đồ này kia, trong này nhiều lắm đó, thì rắc lên cho nó thơm. Thì phía dưới á, là Hana có trải cái onion nè, ý onion nè là củ hành tây đó. Thì khi mà mình nướng lên thì cái củ hành tây này nó sẽ ra cái nước rất là ngọt, rồi nó làm thơm cái món ăn này nữa. Thì ở bên này người ta không có ăn nhiều gia vị nên là chỉ có như vậy thôi. Rồi bây giờ là Hana sẽ trùm cái giấy bạc lên rồi bỏ vào trong lò là nướng nướng tầm 1 tiếng. Thì lúc nữa Hana sẽ quay cái thành phẩm cho mọi người xem nha. Đây
Thơm lắm luôn nè cả nhà. Nhưng mà nó chưa chín, bây giờ phải lật lại. Thơm quá. Thì trong cái lúc mà chờ đợi cái thịt trong lò nướng á, thì mình sẽ giới thiệu sơ về cái nguyên liệu của món súp và mình sẽ chế biến món súp nha mọi người. Súp này của người Nga được gọi là cái tên gọi là borscht súp đó, thì hiểu nôm na nó là súp củ dền với thịt bò. Thì nguyên liệu gồm có là củ dền nè, củ dền mình mua về rồi mình cắt ra ấy, có củ dền tươi còn cũng được, nhưng mà ở bên này mình chỉ tìm được cái củ dền nó đã chế biến rồi em mọi người. Còn cái này là củ khoai tây, khoai tây mình cũng cắt ra như vậy, rồi cà rốt mình cũng cắt ra, rồi cà chua thì mình cắt sắc nhỏ để lúc nữa làm sốt cà chua. Rồi cái này là hành tây với lại tỏi, nó một chút nữa mình lấy mình sẽ xào cho nó thơm. Và nguyên liệu không thể thiếu trong cái món này nữa nó là bắp cải. Bắp cải thì mình cắt ra như thế này đó. Còn cái này là thịt bò, thăn bò khi mà mình mua về mình sẽ rửa sạch xong rồi mình sẽ nấu nước dùng trong vòng 1 tiếng rưỡi. Thì khi mà nấu nước dùng trong vòng 1 tiếng rưỡi xong rồi á, thì mình vớt cái thịt bò ra, mình cắt nó thành khối như thế này. Thì cái nồi nước dùng mình sẽ để lại một lúc nữa mình sẽ nấu súp nha. Và khi mà cái món súp này á, đã hoàn thành xong thì mọi người sẽ ăn chung với lại yogurt sữa chua không đường. Và cái lá này thì là giống như là cái lá thì là của Việt Nam mình vậy đó. Đây, sẽ ăn với thì là. Thì cái thì là này ăn tới đâu cắt tới đó, nên là Hana không có cắt sẵn. Cắt sẵn thì nó sẽ không ngon. Cái này thì giờ Hana sẽ bỏ vô tủ lạnh. Và bây giờ thì xin mời mọi người cùng xem Hana chế biến cái món súp này nha. Thì bây giờ mình sẽ làm nóng chảo lên để mà xào tất cả các loại rau củ lại với nhau nha. Nước dầu liều. Để cho củ hành tây với tỏi. Đây mình sẽ cho cà chua vào nhé. Hạt nêm với bột ngọt. Chỉ cần mình nêm vừa theo cái khẩu vị ăn của mình thôi, mình nêm cho vừa cái khẩu vị của mình là được rồi, muốn nêm sao mình nêm, chỉ có vừa khẩu vị của mình thì người ăn mặn người ăn mặn. Cho mấy cái mà lâu chín nhất á, nó cho nó vô trước. Chiếc khoai tây cho vào.
Bây giờ thì lấy cái miếng giấy bạc ra rồi cả nhà. Đó, bây giờ chờ thêm 20 phút nữa. Nãy giờ nướng là 1 tiếng rồi đó. Bây giờ chờ thêm 20 phút nữa để cho nó rút bớt cái nước đó với lại cái thịt nó săn lại chút nữa là ok. Đó. Còn cái nồi súp này thì khi mà bỏ vào thì sẽ nấu đến khi nó chín khoảng tầm 30 phút nữa thì nêm lại cho vừa ăn là ok. Dạ, món thịt thịt mình sẽ ăn với lại cái bánh mì này mọi người. Bánh mì này thì bây giờ mình sẽ bỏ vô lò làm cho nó nóng lên, nó giòn. Thì cái ăn cái bánh mì này giống như là ở Việt Nam mình có cái xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ á. Người ta rọc ra rồi người ta bỏ nhét nhân vô đây. Thì cái bánh mì này nè mọi người, đây, nó giống như cái bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ ở Việt Nam vậy đó. Bây giờ thì Hana sẽ nướng nó lên. Ok, chín rồi cả nhà ơi. Đây. Hơi nóng. À, hấp dẫn chưa? Chín rồi. Bây giờ thì mình tắt cái bếp đi. Nhưng mà cái bếp này nó vẫn còn hơi nóng ở trong này á. Mình sẽ để ở trong này, khi nào đến khi nào ăn thì mình sẽ lấy ra ngoài. Bây giờ mùa đông đang lạnh nên là nếu mà lấy ra thì nó sẽ nhanh nguội lắm. À, ngon chưa nè. Để lửa nhỏ, thơm lắm, mùi nước hầm bò, thịt bò, rau củ với lại lá nguyệt quế nữa, nó thơm lắm. Mọi người chỉ cần nêm vừa khẩu vị ăn của mình là ok. Một lúc nữa khi mà múc ra tô ăn á, thì mình sẽ cho lá thì là với lại da ua không đường, sữa chua không đường. Vừa ăn lắm mọi người. Ngon là ngon luôn. Giờ món này mọi người nếu xào cái rau củ này mọi người nhớ xào bằng dầu ô liu á, thì nó sẽ ngon hơn, thơm hơn. Cái điều đặc biệt của cái nồi súp borscht này á là mùa đông ăn rất là ngon, nhưng mà để càng lâu càng ngon. Ví dụ như mọi người nấu ngày hôm nay nha, để ngày mai ăn nè, ngày mốt ăn này, cứ hâm lại, càng hâm là nó càng ngon, càng béo mọi người, ngon lắm. Hồi đó thì không biết đâu, từ ngày mà ở nhà với thầy á, thì thầy chỉ cho nấu món Nga thì biết, nên là hồi thầy cũng nói là người Nga mùa đông á là nhà nào cũng sẽ có mấy cái nồi súp này hết đó. Cherry, did you miss me? Cherry, okay, you guys are good. From your garden? No, yeah, from my house. Chai quýt, chai quýt, cuối cùng.
cuối cùng. Bạn của thầy đến rồi, thì bây giờ sẽ làm cái món khai vị để cho bạn của thầy ăn với lại uống rượu trước. Mọi người biết là món gì không? Đây là cái cục thịt sống, thịt ba chỉ sống rồi mọi người. Đó. Rồi người ta nêm sẵn muối rồi này kia, nó có cái da này, mình sẽ cắt bỏ cái da này đi. Đó, rồi sẽ cắt từng lát mỏng ra để ăn với bánh mì á. Thì giờ Hana sẽ làm cho mọi người xem nha. Ăn thịt sống luôn á, chỉ bỏ cái da thôi. Đây, cắt bỏ da ra rồi thì cắt mấy cái lát mỏng như vậy nè. Đó. Thì giờ sẽ bỏ chung với bánh mì. Đây, cái bánh mì đen này mình sẽ cắt từng cái ô vuông vuông giống như cái cục thịt này luôn. Xong cái là bỏ cái miếng thịt này lên. Nó như vậy nè. Đó. Như vậy nè. Nó dai, nó không có tanh nữa mọi người, tại vì là ướp chung với lại muối với lại tiêu rồi nên là nó không có tanh mà nó dai quá. Bữa nay lạnh lắm. Mình ăn ớn miệng quá, ăn thịt sống ớn miệng quá. Giờ chuẩn bị súp cho mấy ông. Trời đang lạnh quá trời. Giờ thì sẽ chuẩn bị ăn súp mọi người ơi, cái súp borscht sẽ ăn với lại bánh mì đen của Nga nè mọi người. Đó. Với lại thì là Hannah, give some plate, just empty plate, small. Yeah. Banana. Okay. Oi. Oi. Hello from Bin. Huh? From your friend. Bin. Hello from Bin. Hello, I'm Bin. Yeah, she's okay. Food, I don't know how to say. Kanya. Huh? Kanya, nha. Ông đó nói tiếng Việt dữ lắm mọi người. À quên. Súp Nga này ăn với lại yogurt. Súp Nga này ăn với yogurt.
So this is it, so you can share with me, no problem. Okay, very good, huh? Okay. Yeah, I think you're going to say we, you know, that's important. Yeah, okay. Okay, Kisa? Yeah, you call me. Okay? No. Shop. Ah, okay. No, because you call me. Thank you. Cherry, nothing to eat. Cherry, in. Mấy ông nó ăn không cho con miếng ngào rồi. Ừ. Tay đâu? Đưa tay vậy. Đưa tay đây cho ăn nè. Tay đâu? Mặt ngu. Я уставший, как собака, я не успеваю даже, как говорится, пока еще. Или просто в гости пойти надо. Просто вот там, где родился. Надо пойти в гости. Hôm nay mình а я уставший, давай, пока еще, вот, делал, как говорится, баньку и все, думаю, ладно, пойди там. Не успеваю даже покушать. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi hết cái video clip ngày hôm nay của Hana nha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, chia sẻ và cái chuông thông báo để là những người đầu tiên nhận được những cái video clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những video clip tiếp theo. Bye bye!